Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với những thông tin hấp dẫn nóng hổi liên quan đến thị trường chuyển nhượng hè 2024. Và theo những nguồn tin uy tín từ báo Anh, Man United đang chuẩn bị chia tay một ngôi sao nơi hàng tiền vệ sau khi cầu thủ này không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Erik ten Hag ở mùa giải tới. Trong khi đó, người đặc biệt Jose Mourinho đang dành sự quan tâm đặc biệt đến một ngôi sao tại Premier League với mong muốn chiêu mộ cầu thủ này về với Fenerbahce trong mùa hè này. Christian Eriksen đã cập bến Manchester United vào mùa hè 2022 theo dạng chuyển nhượng tự do. Anh đã chơi thực sự tốt trong mùa giải đầu tiên ở Old Trafford. Ngôi sao người Đan Mạch cùng với Casemiro chơi nổi bật ở tuyến giữa của Quỷ Đỏ, giúp Man United vô địch Carabao Cup và vào top 4 ở Premier League. Tuy nhiên ở mùa giải vừa qua, những chấn thương cộng thêm việc đánh mất phong độ khiến anh thường xuyên phải ngồi dự bị. Bản thân Christian Eriksen cũng muốn được thi đấu nhiều hơn thay vì đóng vai trò khép phụ tại nhà hát của những giấc mơ. Ngôi sao người Đan Mạch cũng đã tính đến việc rời đi ở hè 2024. Trong bối cảnh hợp đồng giữa cầu thủ 32 tuổi và Manchester United chỉ còn thời hạn 1 năm, đội chủ sân Old Trafford cũng sẵn sàng để anh ra đi. Sau khi Sir Jim Ratcliffe lên nắm quyền tại Man United, ông đang ưu tiên trẻ hóa đội hình. Quỷ Đỏ đã chiêu mộ Lenny Yoro và Joshua Zirkzee ở kỳ chuyển nhượng hè này với độ tuổi lần lượt là 19 và 23. Vì thế, những cầu thủ ở sườn dốc bên kia sự nghiệp như Christian Eriksen không còn chỗ đứng tại Old Trafford. Theo Caught Offside, Man United sẵn sàng chia tay Eriksen vào mùa hè này. Quỷ Đỏ muốn thu về số tiền nhất định từ kiểu sao của Spurs. Cụ thể, họ chỉ muốn thu về 5 triệu euro từ Eriksen. Anderlecht và Ajax Amsterdam đang là hai câu lạc bộ muốn có sự phục vụ của ngôi sao người Đan Mạch này. Trong khi đó, đang xuất hiện khá nhiều thông tin cho rằng Jose Mourinho muốn biến Mateo Kovacic thành bàn hợp đồng đình đám của Fenerbahce trong mùa hè này. Người đặc biệt đã yêu cầu bà lãnh đạo câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh chiêu mộ Kovacic và muốn anh đảm nhiệm vai trò giữ vị trí chủ chốt của đội bóng ở mùa giải tới. Hợp đồng của cầu thủ người Croatia còn hiệu lực đến năm 2027 với Man City. Nhưng các nguồn tin cho biết, ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad sẽ đồng ý ngồi vào bàn đàm phán nếu họ có thể nhận được 25 triệu bảng Anh. Mourinho đã tích cực nâng cấp đội hình sau khi trở thành thuyền trưởng của Fenerbahce. Ông đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của đội bóng khi chiêu mộ tiền đạo người Maroc Youssef En-Nesyri từ Sevilla với giá 20 triệu bảng. Cựu tiền đạo của Everton, Seng Tosun cũng đã gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do, trong khi cựu tiền đạo của Newcastle, Alan Saint-Maximin từ Al-Ahly cũng gia nhập Fenerbahce theo dạng cho mượn. Nếu có thể chuyển mộ thành công Kovacic trong mùa hè này, đội hình của Fenerbahce hứa hẹn sẽ rất đáng sợ ở mùa giải tới khi họ chinh chiến ở giải công nội lẫn đấu trường Champions League. Theo Football Insider, Man City sẵn sàng bán tiền vệ Calvin Phillips ngay ở kỳ chuyển nhượng hè 2024 này. Calvin Phillips là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Leeds United ở thời điểm 4 năm về trước. Anh cũng đóng góp công lớn giúp tuyển Anh vào chung kết Euro 2020 với màn trình diễn rất ấn tượng. Chính bởi vậy, anh được Man City chiêu mộ với mức phí 42 triệu bảng vào mùa hè 2022. Những tưởng sẽ là sự bổ sung chất lượng cho Man City, nhưng Calvin Phillips không cạnh tranh được vị trí đá chính và thường xuyên phải ngồi dự bị. Trong thời gian ở sân Etihad, tiền vệ này chỉ có 31 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi được vỏn vẹn một bàn thắng và gần như đánh mất chính mình so với hình ảnh tại Leeds United. Tháng 1 vừa qua, tiền vệ người Anh đã chuyển tới West Ham theo dạng cho mượn. Tuy nhiên tại đây, tình hình cũng không khá hơn là bao với Calvin Phillips. Anh mắc khá nhiều sai lầm dẫn đến những thất bại cho đội bóng thành London. Kết thúc mùa giải, West Ham đã quyết định không mua đứt và trả Phillips về lại với Man City. Hiện cầu thủ này không còn nằm trong kế hoạch của Pep Guardiola mùa giải tới và The Citizen đang muốn bán đứt Calvin Phillips càng nhanh càng tốt. Họ muốn nhận về 20 triệu bảng từ đội bóng nào muốn có được chữ ký của tiền vệ người Anh. Theo những nguồn tin từ truyền thông, Everton và Nottingham Forest là hai câu lạc bộ đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Calvin Phillips ở mùa hè này. Truyền thông Anh mới đây đã tiết lộ huấn luyện viên Nuno Santo muốn làm việc với Aaron Ramsdale ở Nottingham Forest và đội bóng này đang rất muốn mượn thủ môn của Arsenal. Aaron Ramsdale đã mất vị trí số 1 ở Arsenal vào tay David Raya ở mùa giải 2023-2024 vừa qua. Pháo thủ cũng vừa chính thức ký khoản điều khoản mua đứt thủ môn người Tây Ban Nha từ Brentford. Điều đó khiến khả năng Ramsdale rời đi hè 2024 ngày càng lớn hơn. Ngôi sao người Anh muốn được ra sân bắt chính nhiều hơn ở mùa giải tới. Cho đến nay, vẫn chưa có lời đề nghị phù hợp nào dành cho Ramsdale, nhưng có rất nhiều đội bóng tại ngoại hạng Anh đang để mắt tới anh. Huấn luyện viên Nuno Santo muốn làm việc với Aaron Ramsdale ở Nottingham Forest.
nhưng đội bóng này không thể chi số tiền 25 đến 30 triệu bảng như phía Arsenal yêu cầu. Nottingham Forest cho rằng việc trả toàn bộ tiền lương của Ramsdale cùng với khoản tiền 5 triệu euro sẽ giúp họ thuyết phục Arsenal nhả ngôi sao của mình theo dạng cho mượn. Pháo thủ hiện cũng đã nghĩ đến việc tìm kiếm người thay thế cựu thủ môn của Sheffield United, nhưng họ ưu tiên bán đứt anh hơn là tính đến việc cho mượn. Nếu không nhận được lời đề nghị nào hợp lý, Arsenal mới nghĩ đến việc cho mượn Ramsdale. Arsenal hiện đang ngắm tới thủ thành Dan Bentley của Wolverhampton, nhưng mức giá của Bentley khá cao và hiện họ vẫn chưa thể đưa ra yêu cầu chính thức đến bầy sói. Arsenal hiện đang có mặt ở Mỹ để tham dự chuyến du hè 2024. Sau khi hòa 1-1 trước Bournemouth, pháo thủ đã có được chiến thắng trước Manchester United với tỷ số 2-1 trong 90 phút thi đấu chính thức vào ngày hôm qua. Romelu Lukaku vẫn đang thuộc biên chế câu lạc bộ Chelsea, nhưng hiện tại anh đã sớm chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Napoli, bởi lúc này ngôi sao người Bỉ không còn tương lai ở sân Stamford Bridge. Trong hè 2024 này, Romelu Lukaku đã trở lại Chelsea sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn ở AS Roma. Mặc dù thể hiện không tệ ở Roma, nhưng chân sút người Bỉ không nằm trong kế hoạch sử dụng của tân huấn luyện viên Enzo Maresca mùa giải tới. Vì thế mà tiền đạo này đã bị The Blue gạt khỏi danh sách tới Mỹ du đấu. Bến đỗ tiềm năng nhất của Lukaku trong hè này là Napoli. Cơ hội đưa anh đến với Diego Armando Maradona Stadium ngày càng trở nên lớn hơn sau khi Napoli bổ nhiệm Antonio Conte làm huấn luyện viên trưởng. Theo Sky Sport Italia, huấn luyện viên Conte và đội ngũ trợ lý của mình ở Napoli đã sớm có kế hoạch sử dụng Lukaku ở mùa giải 2024-2025 tới đây. Để sở hữu Lukaku và chiều lòng Conte, Napoli sẵn sàng bán trung phong Victor Osimhen trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Hiện tại, Napoli vẫn đang đàm phán với Chelsea với hy vọng sớm dứt điểm thương vụ Lukaku trong thời gian sớm nhất. The Blue yêu cầu mức phí 44 triệu euro nhưng sẵn sàng để tiền đạo người Bỉ ra đi với mức giá 35 triệu euro. Trong khi đó, Napoli chỉ chấp nhận chi 25 triệu euro và tối đa là 30 triệu euro đã kèm theo phụ phí. Về phần mình, Lukaku chấp nhận giảm lương để được tái hợp với Antonio Conte ở Napoli. Theo đó, Lukaku đồng ý nhận mức lương 6 triệu euro một mùa ở Napoli, thấp hơn rất nhiều so với mức đãi ngộ ở Chelsea tới 5 triệu euro. Huấn luyện viên Mikel Arteta mới đây đã cho biết Arsenal không có dự định mua thêm tiền đạo để tạo ra cuộc cạnh tranh vị trí với Gabriel Jesus. Ở trận giao hữu với Manchester United tới đây, Gabriel Jesus đã nổ súng, góp phần đem lại chiến thắng cho đội nhà trong 90 phút thi đấu chính thức. Cuối mùa trước, tiền đạo người Brazil dính chân tường và Mikel Arteta rất hài lòng khi chứng kiến Jesus lấy lại phong độ. Thuyền trưởng người Tây Ban Nha cũng có chia sẻ về kế hoạch mua thêm tiền đạo của pháo thủ ở mùa hè năm nay. Tôi không nghĩ rằng Arsenal cần phải mua thêm tiền đạo để khích lệ Jesus đá tốt hơn, bởi động lực phải xuất phát từ bản thân của cậu ấy, với chính Jesus đặt yêu cầu cho bản thân mình. Tôi thấy Jesus đã cho thấy mình có thể giúp đội bóng tốt hơn như thế nào. Cậu ấy chuyển hóa năng lượng và niềm tin cho cả đội. Còn nếu thật sự Arsenal phải làm gì để tạo động lực cho Jesus, thì đó cũng chỉ là giải pháp mang tính thời điểm, chứ không phải kế hoạch lâu dài. Có thể thấy, Gabriel Jesus đã có những thay đổi, như mọi người đều đã thấy. Từ nhịp độ thi đấu, duyên ghi bàn tới cách di chuyển của Jesus, ánh mắt của Jesus cũng như sáng lên vì cậu ấy có mục tiêu để chứng minh bản thân mình. Với những phát biểu của Mikel Arteta, gần như huấn luyện viên người Tây Ban Nha sẽ đặt trọn niềm tin vào Gabriel Jesus trên hàng công ở mùa giải trước. Trước đó là có những thông tin cho rằng pháo thủ sẵn sàng bán đi Nketiah để thu về một khoản tiền. Và nếu điều này xảy ra, Gabriel Jesus sẽ là tiền đạo cắm duy nhất của Arsenal trong mùa giải 2024-2025 tới đây.